Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc xe gian XKL1, một dòng xe bán chạy nhất tại cửa hàng em. Và hôm nay là chiếc xe cực mới các bác nhé. Em đánh giá trên 95%, vẫn là màu đen. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, như em giới thiệu ở đầu video thì chiếc xe này là cực mới, trên 95%. Nước sơn đen lì, rất là khỏe xe. Với nước sơn này thì các bác mà bị bụi bẩn thì cần lau qua thôi, không cần rửa. Lau qua để sạch được. Nước sơn đen, điều chỉ đỏ đây. Chỉ sơn đỏ, màu đỏ. Khỏe xe. Đây là một mẫu xe bán chạy nhất tại cửa hàng em. Dòng xe cao cấp nhất của dòng XKL. Đây chứ XKL1. Cổng yên và yên phiên bản của Dan. Yên rất là mới các bác nhá. Đánh giá 95%. Đấy, rất là mới. Học viên dàn XKL1. Và chiếc xe được trang bị bộ khung Alloy XL, bộ khung cao cấp hơn Alloy X thông thường. Đương nhiên xe cho xe nhẹ hơn và bền hơn rồi. Vâng, vẫn là dây âm sườn cao cấp. Chiếc xe cao cấp thì thường được trang bị chiếc dây âm sườn này, dây đi trong sườn. Đây trang bị lốp chọc đây, rất là mới các bác nhá. Đã lâu lắm rồi xe nhà em mới về một chiếc xe mới và đẹp như này, cực mới, trên 95% hình thức xe và cả chất lượng chuyển động các thứ. Vâng, có thể thấy đây là vành nguyên bản của Dan đây, xích và lip, hình thức xích lip rất là mới nha. Vâng, ghi đông cổ phốt nguyên bản của Gian. Đây logo của hãng Gian. Vâng, và xe sử dụng được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano Alivio. Bên này bên 9 tầng lip và 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Càng nhôm cho tối đa sự trọng lượng của xe. Xe rất là nhẹ các bác nhé. Em sẽ quay thông số lốp 700x28C. Vâng, là bộ lốp 700. Vành trước của Gian mày ơi, rất là mới đây. Đĩa đây là mã vạch của Gian. Vâng, và những chiếc xe chính hãng thì họ thường gắn in mã QR trên khung xe đây. Có thể quét mã QR này. Vâng, xe chính hãng. Vâng, và xe được trang bị bộ phanh dầu của Shimano, bộ phanh dầu thủy lực. Vâng, và trên khung xe thì ghi size S. Vâng, bây giờ sẽ đo size đúng của xe.
Vâng, và xe có size đúng là 48, 47. Vâng, phù hợp bác từ 1m6 đến 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Và khung xe cũng đi size S đây, 1m6, 1m7 đi vừa. Vâng, và đây là lip của Shimano các bác nhé, 9 lít 3 đĩa cho xe 27 tốc độ, đùi đĩa của Shimano, nguyên bộ group của Shimano Alibio. Vâng, giờ em sẽ quay hoạt động của xe. Vâng, và lên lip, dùng bộ lip của Shimano, chiếc lip đều rất là mới, chuyển động rất tốt các bác nhé, nguyên bộ group chuyển động của Shimano Alibio. Xuống lip, chiếc lip rất mới đây, chuyển động rất tốt, không một lỗi rồi chỉ là xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt. Khung nhôm alloy XL. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc Gian XKSL1, một chiếc xe Gian dòng XKSL cao cấp nhất đây. Hiện tại chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em với mức giá 9,3 triệu, miễn phí ship toàn quốc và hành 1 năm. Các quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943, lên YouTube đánh Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để xem những thông báo chiếc xe mới nhất về tại cửa hàng em. Tôi xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.